Ngon quá à. Lúc trước á, là anh không có biết ăn lá đu đủ đâu, nó đắng lắm. Dạ. Nhưng mà anh đi lên trên núi này chia sẻ với lại bà con người đồng bào dân tộc rất lay, thì dạ, anh thấy bà con ăn lá đu đủ rất là nhiều, hầu như nhà ai cũng ăn hết. Dạ. Ăn mấy đứa nhỏ còn biết ăn nữa. Ừ. Dạ. Gà Lang Thang xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ gà Lang Thang đang đổ một con dốc xuống từ trên núi mà chạy thẳng xuống dưới núi cả nhà. Và mình qua một cái chỗ khác, cái khu vực của người đồng bào họ sinh sống, gà Lang Thang chuyển vùng. Cả nhà mình cũng nhìn thấy phía trước á, là có anh Hai Tí đang chở gạo nè, rồi cá mắm nè, nhu yếu phẩm tặng cho bà con nghèo ở trên núi. Cái con đường gì mà đi khó quá cả nhà ơi, đi mà nó chuối chuối xuống ở dưới hố. Đi về là hai cái tay mình muốn rụng rời luôn, rất khó đi. Qua chỗ này là một cái cua gắt. Phải nói là cái con đường mà mình đi về nhà, hai cái tay của mình á, nó tê cứng luôn, cầm cái chén cơm cần ăn không được. Đường này toàn là đá không à. Đường này là đường con bò nó đi, rồi trời mưa xuống á, nước suối nó chảy á, theo một cái luồng suối, rồi mình chạy xe máy đi luôn. Tháng mà tháng mưa á, ít á thì mình đi được xe máy, còn mà tháng mà tháng mưa dầm á, cả nhà là không có đi được, nó trơn dữ lắm. Bị kẹt cái gầm rồi. Hôm bữa gà Lang Thang đi tông vô cục đá, bể hai cái bẩng xe luôn cả nhà. Gà đi xe á, mà mình ngồi trên xe, mình chạy xe mà mình thở không nổi luôn á. Thì mình bệnh cổ lái xe, mình chạy xuống núi nè. Đường nào gà cũng đi hết á, nếu đi xe không được thì mình đi bộ. Thôi. Thắng mà mình đạp thắng chân là thắng tay nữa. Mà xe vẫn chạy bình thường. Nó tuột xuống. Hai tay lắm luôn á. Đi mình dùng hai cái chân á, mình bơi. Gà Lang Thang muốn chia sẻ hết cái hành trình cho cả nhà mình xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà Lang Thang nha, để cả nhà mình hiểu hơn về cuộc sống của người đồng bào miền núi. Họ sống trên rừng, trên núi, một cái nơi xa xôi hẻo lánh.
rồi xuống tới đây hai cái tay muốn rụng luôn rồi, cố gắng. Dốc đá này qua anh hai tí đi xe từ trên núi đi xuống bị xì bánh xe cả nhà. Dạ con chào, xì bánh xe xong rồi mình ráng mình chạy về nhà luôn, mà thay cái vỏ thay cái ruột luôn, hên là chưa thay luôn cả cái bánh, tại vì mình bị xì trên núi cả nhà, nếu như mình không chạy mình dắt không có nổi đâu. Lũi bụi luôn. Cả nhà mình cũng thấy là chạy trên dốc trên đá rồi không nè, cái con đường nó rất khó đi nè. Chỗ này là đá nhiều, đá nhô 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 lên. Anh hai tí mà tụt dốc là gà lang thang tụt theo. Lắm rồi cả nhà ơi, nhưng mà vẫn chưa tới chỗ. Lên đi vô trong một cái ngôi nhà nằm ngay chỗ chân núi cả nhà. Nhà lang thang thấy họ tủ lại nè, lấy cái mùng rách á che lại, ở bên trong có một cái mít, nhưng mà con bò nó ăn hết cái lá cả nhà. Ở trên đây nếu như mà mình không che lại á, con bò nó sẽ vô nó ăn hết cây hết lá luôn, bò chứ lại dê. Phía trước thì gà lang thang thấy có một chiếc xe máy, nhưng mà xe cũ rồi. Mời cả nhà đi vô trong nha. Dạ em chào chị. Dạ em chào anh. Chị ơi chị nấu cái gì vậy chị? Dạ luộc thôi đủ. Luộc đu đủ hả? Dạ lá thôi đủ á. À mình luộc mình ăn á hả? Dạ. Dạ. Mình ăn. Wow một cái nồi to luôn á hả? Dạ. Tí nữa cho em ăn ký với nha. Dạ. Chị cho em hỏi là chị tên gì? Em tên Liễu. Tên Liễu hả? Dạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Nhiêu hả? Sinh năm 99 á. Sinh năm 99? Ừ. À, sinh năm 99 vậy còn nhỏ tuổi hơn gà rất là nhiều. Dạ. Chị kêu bằng anh nha. Dạ.
Em nhỏ hơn anh á là tới 6 tuổi lận. Dạ. Nhưng mà anh nhìn thấy em á là em lớn hơn tuổi của mình. Dạ. Chắc cuộc sống của em là rất là kham khổ. Dạ. Em lên trên núi này em sống với ai? Dạ, có khi chồng em rồi người ta kêu chồng em đi làm thì em ở một mình. Dạ. Là em ở có một mình trên núi này á hả? Dạ. Chồng đi làm mướn rồi. Dạ, người ta kêu rồi về làng làm. Em có mấy đứa con rồi? Có 2 đứa con. 2 đứa rồi. Dạ. Em có cho con của mình đi học không? Dạ có. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Cuộc sống của mình tuy khó khăn nhưng mà em cố gắng á cho con của mình đi học nha. Dạ. Nếu như mà không đi học á là sau này á con cũng sẽ khổ giống như cha mẹ. Dạ. Cố gắng lên em nha. Dạ. Em sống trên núi này bao lâu thì em mới về làng một lần? Có khi em ở lại 3 đêm. Hồi bữa mấy đứa nhỏ còn học á, em ở lại 3 đêm rồi em đi về với mấy đứa nhỏ. Rồi có khi thứ bảy thì chở nó lên, nó ở lại, rồi chiều chủ nhật thì chở về lại. Rồi cho đi học. Mà bữa nay ở nghỉ hè rồi định chở lên mà nghe nói thứ mai thứ sáu gì đó lạnh cái gì á, rồi để cho nó ở nhà. Dạ. Vậy là nghỉ hè rồi đó. Dạ. Tổng kết năm học rồi đó. Tổng kết năm học. Ở nhà lãnh quà đó là lên. Dạ. Con có học có giấy khen không? Đứa học lớp 2 thì lãnh giấy khen, còn đứa học lớp 1 á, nó học dở, nó không có lãnh giấy khen. Dạ. Nhưng mà phải cố gắng cho con đi học nha. Dạ. Lúc trước á, là anh đi học á, là anh không có giấy khen gì hết trơn. Dạ. Tại vì lúc đó là nói đúng ra là mình rất là ngu. Dạ. Mình đi học mình đâu có giấy khen gì đâu. Anh á là chỉ đi biết chữ thôi. Dạ. Anh biết chữ rồi anh biết cộng trừ chút chút vậy thôi à. Dạ. Chứ anh cũng giống như bao người khác vậy đó. Dạ. Lúc mà anh lớn lên khoảng 12 tuổi là anh đi làm rồi. Dạ. Đi làm thuê làm mướn cho người ta, mình khổ mà. Dạ. Mình làm bất cứ công việc gì để mình kiếm tiền. Dạ. Nếu như mà anh mà đi học á, mình tiếp tục cái con đường đi học của mình á, là ba mẹ mình khổ nữa. Dạ. Nên mình chọn cái con đường là đi làm để mình phụ giúp cho ba mẹ. Dạ. Chỉ cần mình biết chữ biết tính toán để mình ra ngoài xã hội á, mình làm việc với những người khác. Dạ. Xã hội sẽ dạy cho mình nhiều thứ nhiều hơn nữa. Dạ. Đó là suy nghĩ của bản thân, riêng bản thân gà cả nhà. Tại vì gà nghĩ là ở ngoài xã hội á, người ta sẽ dạy cho mình còn nhiều hơn là mình đi học ở trong trường lớp nữa. Dạ. Tại vì bây giờ mình đi học á, nếu như mà mình học trong trường lớp mà mình ra xã hội, mình không hiểu cuộc sống ở xã hội á, yeah, là mình không có tồn tại được thôi. Dạ. Yeah. Tại vì anh đi lang thang tới mười mấy, gần 20 năm luôn. Dạ. Yeah. Em nấu cái món này á, là em nấu một cái xôi to chứ vậy? Dạ, để chiều ăn luôn anh. Chiều ăn luôn? Dạ. Yeah. Là hôm nay mình ăn cái gì? Ăn có lá đu đủ à. Lá đu đủ hả? Dạ. Yeah. Có cái gì khác không? Có cá khô nữa. Cá khô nữa hả? Dạ. Cá khô ở trên núi này. Em ơi. Dạ. Sao mà em sống một cái nơi mà xa dữ vậy em? Dạ, lên đây để kiếm sống cho anh. Ở dưới làng người ta không có kêu đi làm, không có công chuyện gì làm hết á. Không có biết làm cái gì hết. Dạ. Chừng nào họ kêu mình mới đi làm, còn họ không kêu thì mình cũng ở nhà, mình đâu có cái gì làm đâu. Như một tháng thì người ta kêu khoảng mấy lần? Có 2 ngày. Có 2 ngày à? Dạ. Ví dụ người ta kêu hái cả đúng lứa có, dù có 2 ngày à. Có 2 ngày thì một ngày được bao nhiêu em? Có 170 à. 170 một ngày à? Dạ. 2 ngày là được có 340 à? Dạ. 340 mà trong một tháng thì mình ăn đâu có đủ đâu. Dạ không đủ. Dạ. Cái ngôi nhà của em ở trên núi á, là anh đi muốn bởi bánh xe luôn. Dạ, đừng có đi. Đá không à? Dạ. Em đi em có thấy xa không? Xa chứ. Em sống trên núi này là bao nhiêu năm rồi? Năm nay 8 năm rồi. 8 năm rồi. Dạ. Cái đoạn đường mà đi từ dưới làng mà lên trên núi rất là xa xôi luôn cả nhà. Phải nói là xa kinh khủng khiếp mà gà đã từng đi chia sẻ cho bà con nghèo ở trên núi luôn. Cá khô cá đây người ta lạnh nhà thờ á. Rồi bà chị giao cho. Cá khô này có mặn muối không em?
mặn lắm. Mặn nó lắm hả? Ăn ví dụ mình chiên hay là mình giả nó mặn lắm, mình nấu canh không mặn. Hôm bữa là anh tặng cá khô cho bà con mình ở trên núi á. Dạ. Em ăn cá khô đó chưa? Ăn rồi, ăn hết rồi. Cá khô đó có mặn muối không? Lạc từng gì à, ngon từng gì à. Dạ. Cá khô á mà anh mang lên cho bà con ở trên núi á, cá khô không có mặn. Dạ. Tại vì mặn muối mình ăn không có được. Dạ. Với lại mình ăn mặn quá nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Đây cá khô người ta cho, còn cá khô ăn thì ăn hết. Ăn hết rồi hả? Dạ. Nếu như mà mặn quá mình nấu canh đó em. Dạ mình ngâm nước xong rồi mình nấu canh anh ạ. À, cho nó đờ đờ lạc. Nên nè. Là bây giờ em nấu canh chua với lại cá khô đây mình ăn thêm phải không? Dạ. Em cho anh hỏi là bao nhiêu lâu á thì em mới xuống làng em mua cá tươi với lại thịt á ăn một lần. 2 ngày 3 ngày gì đó. 2-3 ngày. Em xuống làng. Là mình có tiền mình mua. Dạ, còn không có tiền thì lên ăn cá khô hay là bài bả. Ăn rau, ăn đồ đó. Dạ. Tối em ngủ ở đâu? Ngủ ở đây anh. Ngủ ở đây hả? Dạ. Cái chỗ này vào tháng mưa nước nó có chảy vô không? Có chứ, nó tạt đây nè. Rồi nó tạt cái tôn lũng á. Nó tạt vô. Em cho anh hỏi là ban đêm thì em sử dụng ánh sáng như thế nào? Ánh sáng hồi đó thì em xài bằng đèn pin. Dạ. Đèn pin mà người ta cao vô. Dạ. Còn bây giờ? Bây giờ xài năng lượng anh chó. Có năng lượng mà mừng tại vì à, do xài đèn pin có khi tới nửa đêm mấy đứa nhỏ lên mà ngủ đâu có được đâu anh. Có năng lượng nó sáng tới 5 giờ luôn á, 5 giờ, có khi 5 giờ 15 nó mới tắt. Từ ngày mà em nhận năng lượng của quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân á. Dạ. Em cảm thấy cuộc sống của mình nó thay đổi không? Dạ em vui lắm, có ánh sáng rồi á. Em hạnh phúc lắm, có năng lượng. Chứ hồi đó xài đèn pin á, có khi hết đèn ngủ 2 đêm 3 đêm nó hết đèn á, đâu có đèn pin xài nữa đâu. Phải đi về rồi sạc cho nó đầy rồi đem lên ngủ 2-3 đêm rồi về lại vậy đó. 90% những người đồng bào ở trên rừng trên núi này thì gà lang thang đã tặng đèn năng lượng cho họ hết rồi cả nhà. Dạ. Bữa nay á em đi ra đường á vào ban đêm em nhìn thấy những cái ngôi nhà của những người đồng bào rất lay bên em á. Dạ. Em thấy sáng không? Sáng em ở đây em nhìn xuống mà sáng, nhà ai cũng sáng hết à. Bữa nay là em nhìn nhà ai cũng có ánh sáng ban đêm hết. Dạ. Lúc trước là không có luôn đúng không em? Không có. Chứ xài đèn pin có một chút xíu mạnh, đâu có thay cái gì đâu. Nói ví dụ mình treo ở đây, mình ngủ ở đâu mình treo ở đó. Chứ đâu có sáng ta đâu. Bữa nay á là anh đi trên đường á vào ban đêm á. Dạ. Anh đi chia sẻ cho bà con mình. Thì khi mà mình đi qua á là mình thấy cái căn chòi nào cũng có cái ánh sáng lớn hết á. Dạ. Là mình nhìn vô mình thấy rất là vui trong lòng. Dạ, em vui lắm. Giống như là một thành phố luôn đó em. Dạ. Nhìn xuống mà nhà ai cũng sáng hết. Dạ. Gà Lang Thang cũng mong á là trong tương lai sắp tới á, Gà Lang Thang chỉ chia sẻ hết cho bà con nghèo ở trên núi là nhà ai cũng có ánh sáng hết. Dạ. Cái ánh sáng là quan trọng nhất vào ban đêm luôn. Dạ. Chỉ cần mình có ánh sáng nè, rồi ban đêm mình ăn uống nè. Dạ. Ăn uống mình ăn trễ một chút cũng được em ha. Dạ. Lúc trước là mình đâu có dám ăn trễ đâu. Có sớm thay đường là ăn rồi. Chứ ăn tối đâu có thay đường đâu. Đèn pin có một chút xí à. Ăn phải tranh thủ ăn sớm, nấu sớm, ăn sớm. Rồi đi ngủ. Để cho đâu có ánh sáng đâu mà mình chờ mà đói mình ăn. Cứ ăn sớm không à. Dạ. Cả nhà mình cũng nhìn thấy cái ngôi nhà này của em á, là em dựng lên 8 năm rồi hả? 5 năm. 5 năm. Hồi đó thì mới có con khổ quá, đâu có làm trời. Làm đi ở ké không à. Ở ké người ta mưa dọn rải bên đây mà mưa đâu có chạy kịp đâu. Tầm tả xăm xét mà sợ luôn á. Rồi sau này dành dụm được một chút rồi mua tôn mua đồ á, là làm cái trại. Mừng tại vì có trại. Chứ mưa mà chạy để tới nhà người ta là ướt hết rồi. Vậy là vào cái thời điểm mà em có con á, là em không có tiền để mua tôn dựng chòi. Dạ. Rồi sau này con lớn lớn á, mua tôn mà
Tôn tắm mấy chục biết gì, quên rồi. Tôn này á, là tôn lá lúa. Dạ. Đó là bên bên người kinh tụi anh nói á. Dạ. Tại vì nó rất là mỏng, nó mỏng giống như lá lúa vậy đó. Dạ. Và nó nhanh xét nữa. Dạ. Thì anh thấy là tôn nhà em nó lủng hết trơn rồi. Dạ. Nếu như mà mình có tiền mình mua cái loại mà tôn nó tốt một chút xíu á. Dạ. Để mình có thể dựng lên một cái ngôi nhà nó chắc chắn hơn nữa. Dạ. Và anh thấy những cái cây mà em làm cái ngôi nhà một nó ăn hết rồi. Dạ. Nếu như mà có tiền mình làm cây sắt á thì một nó không có ăn. Nhưng mà nó nhiều tiền lắm. Dạ. Tôn đây còn ước ao lâu lắm mới làm được đây. Dạ. Chồng của em á có thường xuyên người ta mướn đi làm không? Lâu lâu à, lâu lâu thì người ta kêu thì đi làm, còn người ta không kêu thì cũng lên rải. Làm rải. Em cho anh hỏi là tại sao hai vợ chồng em á, dạ, không có xuống làng mình ở, rồi mình đi làm thuê làm mướn bên dưới làng á, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Dạ, ở dưới làng thì có khi người ta kêu thì ít à, ít khi người ta kêu lắm. Còn ở trên rải đây, ví dụ mình làm dọn rải của mình tắm mùa thì mình trị bắp, trị đồ. Rồi em cũng ở rải đây em cũng chăn bò mướn cho người ta. Rồi em chăn mướn mười mấy con á. Dạ. Mười mấy con thì một năm được bao nhiêu tiền em? Em người ta đưa tháng cho em không à? Một tháng bao nhiêu? Một tháng một con 100 ngàn. Em chăn 13 con. 13 con là được 1.300.000 một tháng. Dạ. 1.300.000 một tháng mà 13 con bò. Dạ. Mình nuôi cũng không phải là dễ đâu. Dạ. Mình dắt nó đi ăn mà không có cỏ nữa. Dạ, mùa đây không có cỏ, chờ mưa xuống mới có cỏ chứ. Rồi rơm á, mình mua cho bò ăn á, thì tiền của mình hay tiền người ta? Tiền của họ. Họ mua rồi mình vẽ, mình chở lên cho bò họ ăn. Dạ. Cả nhà mình cũng thấy là cái đèn năng lượng á, dạ, là em có rồi, em rất là vui. Dạ. Từ khi mà em có cái đèn, cuộc sống của em thay đổi khác hẳn luôn. Dạ. Và ban đêm là mình không có sợ con rắn nó bò vô nhà mình nữa. Dạ. Lúc trước mà không có đèn á, rắn nó có vô không em? Có chứ. Có kia người ta thường gọi là ao rắn gì đó. Nó đài ra nè. Cái mé bên á. À, con, dạ, rắn nó vô trong nhà mình nó thay da hả? Dạ, cái đó nó dài dài luôn à. Ồ. Dạ. Nghe mà sợ quá, anh nghe á, bà con người đồng bào dân tộc rất lay bên em á. Dạ. Họ chia sẻ mà tới cái mùa mà con rắn nó thay da để nó lớn lên á. Dạ. Là nó vô trong nhà nó thay, nó lột hết da của nó ra, nhìn nó ghê lắm. Dạ. Nếu như mà ban đêm á, mà mình không có thấy á, là nhiều khi, ví dụ như là em ở trên núi này, nhưng mà em có công việc, em đi xuống dưới làng, rồi khi mà em lên lại là con rắn nó vô trong chiếu nè, hay là trong mền nó nằm á. Dạ. Nếu như mình không thấy á, là mình tối mình ngủ mình lấy cái mền ra là con rắn nó cắn mình. Dạ. Rất là nguy hiểm. Dạ. Đối riêng với bản thân của anh á, nếu như mà người đồng bào họ bị con rắn mà cắn ở trên núi cả nhà, rắn, dạ, độc á, là, dạ, chạy không kịp. Dạ. Tại vì từ ở trên núi này mà chạy xuống núi á, nhanh nhất luôn á, nhanh nhất có thể nha. Dạ. Chạy tốc độ luôn á là chạy phải là 45 phút. Dạ. Còn mà mình chạy từ từ là cũng phải 1 tiếng mấy. Còn như em đi 1 tiếng mấy không à? Dạ. Em đi á hả? Dạ. Ngày nào em cũng đi hết. Mà dạ, em thấy trên núi này sao? Đi mình lên á thấy nó hơi lâu, xa từng gì à. Mình xuống thì thấy nó hơi gần gần tí. Đúng rồi, tại, dạ, vì mình đổ dốc á. Dạ. Nhưng mà đi xuống nó mệt hơn là đi lên. Dạ. Tại vì mình bệnh hai cái tay lái á. Dạ. Nó mỏi cái tay. Rất là thương bà con nghèo ở trên núi này cả nhà. Một lần ăn là mình nấu một cái nồi như thế này hả em? Dạ. Để ăn buổi trưa, buổi chiều luôn. Ngon quá à. Lúc trước á, là anh không có biết ăn lá đu đủ đâu. Nó đắng lắm. Dạ. Nhưng mà anh đi lên trên núi này, chia sẻ với lại bà con người đồng bào dân tộc rất lay. Thì dạ, anh thấy bà con ăn lá đu đủ rất là nhiều. Hầu như nhà ai cũng ăn hết. Dạ. Ăn mấy đứa nhỏ còn biết ăn nữa. Dạ. Anh thấy ai cũng biết ăn rồi anh thấy như vậy anh bắt trước á. Dạ. Rồi anh ăn anh ghiền luôn.
Ở nhà em có ai mà không biết ăn không? Dạ không, biết hết á. Ai cũng biết hết? Dạ. Ngon quá cả nhà. Tí nữa cho anh ăn ké nữa nha. Dạ. Anh ăn nhiều lắm á. Ăn hết cũng được. Có sợ hết không? Dạ không. Dạ. Cái này á là nhà em trồng nhiều không? Cây đu đủ á. Trồng mà năng nó chết hết rồi. Còn có một cây à. Sao mình không có trồng cây rau á em? Như là cây rau muống nè, cây dền dền nè, hoặc là cây mướp, cây đậu cái gì đó để không mình có, ăn. Không có nước đâu anh à. Ở đây khó khăn nước lắm. Có nước mưa à là nó mới tốt luôn. Còn mình trồng bây giờ nắng á, nó chết hết à. Dạ. Gà Lang Thang chia sẻ với cả nhà mình á là những câu hỏi của quý ông bà, cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang. Góp ý với gà, cô chú hỏi á, bà con nghèo trên núi sao không về làng để ở mà ở trên núi? Tại vì lý do ở dưới làng không biết làm công việc gì thì mới lên trên núi. Cái thứ hai, quý ông bà cô chú hỏi Gà Lang Thang, bà con sao không trồng những cái cây như là cây bầu, cây bí, cây mướp, cây rau để mình ăn mà lại trồng cái cây đu đủ? Cái cây đu đủ là nó chịu hạn. Dạ. Nắng hạn nó vẫn có thể sống được. Dạ. Nhưng mà những cây rau khác mình trồng lên không có nước là nó chết liền. Nó chết hết nè. Với lại cái nước mà bà con sử dụng ở dưới suối cả nhà, vào tháng nắng á là nó bị nhiễm phèn, nó dạ. mặn. Dạ. Mình chỉ rửa chén đồ thôi. Dạ. Mình mà tưới cây nó cũng chết luôn. Dạ. Nên là mình không thể sử dụng cái nước mà mình rửa chén hay là mình giặt đồ mình tưới cây được, tại vì nước đó nhiễm mặn luôn. Dạ. Tại vì anh đã từng uống nước ở dưới suối đó. Dạ. Anh cảm thấy là cái vị mặn của nó không thể nào mà tưới cây được. Dạ. Gà Lang Thang muốn chia sẻ cho quý ông bà cô chú anh chị đang xem quay cái màn ảnh nhỏ của gà hiểu hơn về cuộc sống của những người đồng bào miền núi. Họ rất là khó khăn. Họ sống chỉ nhờ vào nước trời thôi. Dạ. Nếu như mà không có nước trời, mình lên trên núi này cũng không làm được gì hết. Dạ. Em nấu canh rau muống và cá khô cả nhà. Dạ. Để ăn thêm. Em ơi, em cho anh hỏi á, là cái món ăn á, mà hàng ngày em thường xuyên ăn nhất á, là em ăn cái gì? Cá khô. Cá khô? Dạ. Là mình có tiền cứ mua cá khô ăn thôi. Cá khô mà lâu có tiền á, thì mua cá ở dưới làng lên. Mua cá tươi? Dạ, kho ăn 2-3 bữa vậy đó. Còn không có tiền thì em ăn cá khô, mua cá khô để dành ăn. Rồi tháng mưa ở trên núi này á, đường nó trơn trượt, đi tí lên tí xuống, làm sao mà em có thể về làng được? Dạ, ví dụ ở lại 2-3 đêm rồi đó, mình cũng ráng về. Hồi con học á, bây giờ thì con hết học thì chở nó lên ở chung với mình luôn, 3-4 đêm chở về lận. Dạ. Anh thấy là vào tháng mưa nước suối nó chảy ngang qua đường á. Dạ. Nó chảy mạnh á. Mạnh lắm. Mình đâu có đi xe được. Ở lại. Ở lại trên núi luôn. Dạ. Chứ mưa to quá đi đâu có được đâu. Nước suối mạnh thì không có đi về đâu. Ở lại. Hết mưa, tận mưa mới ít nước suối lại á là mình đi về. Dạ. Cái nguồn nước này á là em lấy từ đâu? Lấy ở dưới suối. Ở dưới suối hả? Dạ, có khi mưa thì em hứng nước mưa. Còn không có mưa thì em xuống ở dưới suối em lấy. Ở dưới suối xa không em? Cũng gần à. Dạ. Mà nó hơi dốc dốc á. Dạ. Đường dốc đá khó đi phải không? Dạ. Bà con ở trên núi á là họ sống một cuộc sống rất là đơn giản. Ăn á là để sống chứ không phải là sống để ăn. Mình chỉ cần no bụng là được rồi, chứ không cần những món ăn ngon. Tại vì họ làm việc rất là cực khổ, kiếm ra đồng tiền rất là khó khăn. Em ơi. Dạ. Em cho anh hỏi á, là em có biết thành phố Phan Rang Tháp Chàm không? Lâu có khi khám bệnh là đi chợ bà má đi khám bệnh á thì đi xuống dưới đó, còn không thì đâu có xuống dưới đó đâu. Dạ. Vậy là em không có xuống dưới thành phố mình đi dạo để mình biết thành phố lần nào hết? Dạ không.
Chỉ có bệnh tật mới xuống bệnh viện tỉnh thôi. Dạ. Đó chính là câu trả lời của rất nhiều người đồng bào dân tộc Rắc Lai ở trên núi này. Khi nào bệnh á là mới xuống thành phố. Mà thay đi xuống đó thay bệnh viện để mà thay thành phố chứ. Còn bình thường á là mình không bao giờ xuống đó luôn. Dạ không. Có bao giờ mà em cầm tiền đi mua một bộ đồ mới chưa? Ví dụ mua thì mua ở làng không à, đâu có mua ở xa đâu. Em mua một bộ đồ mới mà mắc tiền nhất là bao nhiêu tiền? 100 ngàn. 100 ngàn một bộ. Dạ. Là mắc tiền nhất. Dạ. Có bao giờ mà em mua một bộ 300 ngàn không? Ôi tiền đâu có anh. Là mình chưa bao giờ mua một bộ đồ nào mà mắc nhất là 300 ngàn hết. Không, 100 ngàn à. 100 ngàn là nhiều dạ, nhất rồi. Dạ. Ừ. Rồi bao lâu thì mình mới mua lại? Lâu lắc, ví dụ làm bắp có thì mình mua, còn không thì thôi. Mua mấy bộ? Mua một bộ. Mua bộ hả? Dạ. Mua hai bộ không được? Tiền con ăn đồ này nọ nữa. Chứ mua hai bộ, ba bộ rồi tiền đâu mua gạo ăn. Ừ. Dạ. Thấy thương cả nhà. Nước này là mình để nấu ăn hả? Nấu ăn nữa, uống nữa. Ừ. Dạ. Nước đó là mình chở dưới làng hay là nước mưa em? Hồi bữa thì em chở dưới làng không à. Bây giờ mưa máu mưa 1 cây 2 cây á. Em hứng em để dành uống. Ừ. Còn ví dụ nước rửa chén rửa đồ hết thì em xuống dưới suối em múc. Ừ. Dạ. Ở trên đây anh thấy ai ăn ớt cũng ăn cay em ha. Dạ. Muối ớt á. Dạ. Ăn cay. Có ớt mới ngon chứ anh. Ăn ớt nó cay cay á, mình dạ. Ăn nhanh nữa. Mà không có ớt nó ăn lặt lặt làm sao á. Mình biết có ớt á anh à. Ừ. Dạ. Ở đây họ ăn cay lắm cả nhà. Ăn cực kỳ cay luôn. Với lại ớt ở trên núi á, là ớt sim á. Dạ. Nó cay hơn là những cái ớt bình thường. Tao mùa mưa á, ớt đó nhiều lắm. Mà mùa nắng á, hiếm có ớt lắm. Bên người kinh tụi anh nói là ớt đó là ớt chim bay á. Dạ. Tại vì con chim nó ăn trái ớt xong là nó đi phân ra. Nó dạ. Mọc ở trên rừng á. Dạ. Là nó cay dữ lắm. Nó nhỏ xíu nè, mà nó cay hơn ớt to luôn. Nó cay lắm. Mà nấu canh ăn ngon lắm anh à. Nó thơm thơm. Đúng rồi. Dạ. Mình ăn một trái là đáng một trái luôn. Dạ. Em ơi. Dạ. Từ trước tới giờ luôn á là em ăn cái bữa ăn mà ngon nhất á là em nấu cái món gì? Cá kho. Cá kho. Dạ. Cá kho là ngon nhất. Dạ. Như một bữa cá kho mà em nấu cái món ngon nhất á mà em đã từng ăn á là bao nhiêu tiền? 20-30 vậy đó. 20-30 hả? Dạ. 20 cũng được, 30 cũng được. Mua cá nhỏ nhỏ. 20 thì nó nhiều. Ừ. Dạ. Anh tưởng 200-300 chứ. Trước nhà em thì gà lang thang thấy là em trồng một cái cây mai cả nhà. Nhưng mà không biết sao mùa này là nó nở bông quá trời luôn. Cả nhà thấy đẹp không? Mai là mai rừng đó cả nhà. Em ơi, cây mai này em trồng lâu chưa? 2 năm rồi anh à. 2 năm rồi hả? Dạ. Sao mùa này nó lại nở hoa vậy em? Em cũng biết, nó mưa xuống là nó nở vậy luôn à. Tết nó có nở không? Tết thì mình lặt lá nó nở mà có mấy nụ à. Ừ. Dạ. Vậy là mùa này là nó nở quá trời luôn ha. Dạ. Cái này là em đào trên núi hả? Dạ. Đào về trồng ở nhà cho nó đẹp. Dạ. Chứ bấn mà đâu có nồi đâu. Kéo cái rẻ trồng thử nó có sống hay không á. À. Và ai về nó sống. Nó sống mà nó nở hoa quá dạ. Trời. Dạ. Chỗ này là đất của nhà em á hả? Dạ, đất nhà em. Rồi vào tháng mưa thì em trồng bắp. Dạ, em trồng bắp. Trời ơi, anh thấy đất nhà em sao mà đá không vậy em? Dạ, em trồng thế đại chứ. Sao mình không chọn cái chỗ nào mà có đất nhiều á?
Chỗ đây toàn là đá không à? Đó hả? Đâu có đất đâu hả? Đó cha chồng em cho ở đâu thì em làm ở đó chứ. Dạ. Rồi mình trồng được cái cây gì thì mình trồng. Dạ. Em đi lên trên đó để cho quý bà cô chú anh chị xem. Gà lang thang chưa bao giờ thấy cái mảnh đất nào á mà đá nhiều như thế này luôn. Đá toàn là đá. Rồi mình cứ trồng khi nào mà nó lên thì nó lên hả? Dạ, nó sống cây nào thì được cây đó. Cả nhà mình coi là phía trước á là 80% là đá, chỉ có 20% là đất thôi. Dạ. Nhưng mà mình vẫn ở đây để giữ đất này để mình trồng bắp. Dạ. Vào hàng năm. Như là một năm á là em trồng bắp á là được bao nhiêu ký? 12 ký. 12 ký. Dạ. Rồi hết, mình thu hoạch là được bao nhiêu? Hệ đặt thì 2 tấn, còn không đặt thì 1 tấn mấy. Dạ. Đất ở đây mình trồng nó có tốt không em? Mưa điều thì nó cũng được, bỏ phân bỏ đồ á anh, còn nắng là thua. Năm mà hạn là thua, à không có đủ trả tiền cho họ luôn á. Dạ. Mình mượn họ làm á. Nhìn thấy đất của bà con ở trên núi mà sử dụng cả nha, sử dụng họ trồng bắp, họ sống là nhờ vào cái đất này nè. Dạ. Để có thể là trồng trọt, có bắp rồi mình bán, mình kiếm tiền. Dạ. Mình ăn hàng ngày. Toàn là đá không à. Mời cả nhà thân thương ăn cơm cùng với gia đình của em. Có một mình em à. Dạ. Con của em là ở dưới làng để đi học, chồng thì đi làm mướn. Em lên đây em chăn bò mướn cho người ta. Mời anh ăn cơm. Em ăn đi. Dạ. Anh ăn. Thấy em ăn cái lá đu đủ mà ngon miệng quá cả nha. Em đừng có ăn hết nha. Ăn để dành cho anh đó nha. Em ăn cái lá đu đủ này là bao nhiêu năm rồi em? Ăn từ nhỏ à? Ăn từ nhỏ hả? Dạ. Thấy ăn mà chảy nước miếng luôn. Đắng không? Bình thường. Họ ăn ở trên núi này là ăn quen rồi cả nhà. Mình ăn quen mình không có còn cảm thấy đắng nữa. Nếu như mà mình ăn không quen á là nó đắng dữ lắm. Sao em không ăn canh mà ăn đu đủ không vậy? Ăn cái ấy trước, ăn canh nó mau no lắm. Đó. Ăn cái này đã rồi ăn canh. Vậy là ghiền đu đủ rồi phải không? Em có nhà dưới làng không? Dạ có, mẹ em ở với mẹ em. Em chưa có nhà riêng. Dạ. Hiện tại bây giờ là em ở chung với lại mẹ. Dạ. Em là con út hả? Dạ. Bên sự em thì con gái phải ở với mẹ. Có chật không em? Nhà nước cho cũng vừa ở. Dạ.
Mẹ em làm công việc gì? Mẹ em ở nhà bệnh á, đau khớp, đau lụa hả anh? Với lại bệnh đau đầu, nhờ uống thuốc bệnh viện bên tâm thần á, đi hết thuốc là cứ tháng nào cũng đi lấy hết á. Không có thuốc đó thì mệt lắm, đau đầu á, ngủ không được. Còn ba của em? Ba em chết lâu rồi. Ba em mất rồi. Dạ. Anh thấy em ăn lá đu đủ mà thay cơm. Không biết là cả nhà mình xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà lang thang có chạy ra cái cây đu đủ để bứt lá đu đủ vô luộc ăn hay không. Ăn thử để biết cả nhà. Mình ăn thử, mình đặt vị trí vào những người nghèo thì mình mới hiểu được họ sống như thế nào. Nó đắng lắm. Đắng mà tê cái lưỡi của mình luôn. Em ơi, nếu như mà em có một điều ước á, thì em ước điều gì? Em ước có nhiều sức khỏe để lo cho mẹ, lo cho mấy đứa nhỏ được đi đến trường là được. Chị ước có sức khỏe thôi. Dạ, có sức khỏe mình mới làm ra để có 1 đồng 2 đồng mình mua gạo, mua đồ cho mấy đứa nhỏ ăn, cho mẹ mình ăn. Tại sao em không ước là em có nhiều tiền mà em lại ước có sức khỏe? Tiền thì mình kiếm cũng được anh à, nhiều có sức khỏe để lo cho mẹ. Mẹ cũng có sức khỏe đồ khỏi mình lo. Ví dụ mẹ mình bệnh đồ á, mình lo lắng này nọ. Còn mẹ mình khỏe thì mình vui, mình khỏe thì mình cũng vui. Một điều ước rất là đơn giản. Chỉ cần có sức khỏe là mình có tất cả. Dạ. Nếu như mà mình có nhiều tiền mà mình không có sức khỏe, mình cũng đâu làm được gì đâu. Dạ. Chết cũng đâu có mang theo. Rau muống này á em, nếu như mà mình nấu canh chua ăn cũng ngon lắm á. Dạ. Do ở đây không có lá me, đi xuống dưới kia bất mới có lá me. Tại em không có me á. Không biết quý bà cô chú anh chị mình ăn canh chua lá me chưa? Canh chua lá me là cái món ăn ở quê hương của gà, ăn rất là ngon. Lá me mà nấu cá lóc em ha. Dạ. Còn cá chầu á. Dạ. Cá khô cũng ngon. Mùa này là anh thấy lá me nhiều nè. Nhiều mà do rải em không có lá, có cây me. Rải người ta ở dưới kia. Ăn canh rồi mà còn cầm cái đu đủ ăn nữa. Ăn 2 món luôn. Thấy bà con ở trên núi ăn uống mà mình thương, mình rớt nước mắt luôn cả nhà. Mình thấy họ ăn thiếu thốn đủ thứ. Không có mà ăn luôn. Ở trên núi này là em cần nhất là cái gì? Cá khô. Cá khô. Gạo. Gạo. Dạ. Rồi cái gì nữa? Mắm muối rồi đó anh. Có mình ăn. Chứ không cần cái gì nữa. Dạ. Có nhiều lần cái lang thang tặng cá khô cho bà con nghèo trên núi, thì cũng có nhiều anh nhiều chị góp ý với gà, nói gà ơi, tặng cá khô cho người nghèo, họ già, họ rụng răng thì làm sao mà họ ăn được. Nếu như á mà em không có răng á, mà anh tặng cá khô cho em á, thì em ăn như thế nào? Ăn được mà. Em ăn sao? Thì mình nhai nhai rồi mình nuốt. Dạ.
Anh thấy những người lớn tuổi á, họ sẽ ngâm nước, ngâm và bỏ cá khô vô trong cái cối á, giã ra. Dạ. Rồi nấu canh ăn. Dạ. Ăn rất là ngon, anh ăn rồi. Họ có rất là nhiều cách để ăn cả nhà. Nhưng mà cá khô ở trên núi á, nếu như mà mình tặng cho họ, họ mừng lắm. Ở trên núi đâu có tủ lạnh, đâu thể nào mà bảo quản được đâu. Dạ. Cá khô thì mình để bao lâu cũng được. Cái hạt bắp nó cứng như cục đá mà mình còn giã ra mình ăn được mà. Ăn được. Ừ. Dạ rồi mình nấu chín rồi mình ăn. Dạ cá khô nữa hay là mình nướng á, ăn ngon lắm. Gà Lan Thang thấy á, em ăn á thì gà Lan Thang cũng tham gia luôn nha. Và mời cả nhà mình ăn cái đu đủ này cả nhà. Tại vì á là mình đặt vị trí của mình vào họ thì mình mới hiểu được cuộc sống của họ như thế nào. Gà lên đây á cái gì gà cũng ăn hết á. Ăn cái bông đu đủ, ăn lá đu đủ, rồi ăn trái mít, hoặc là ăn hột mít gì gà cũng ăn hết. Mời cả nhà mình ăn thử nha. Gà ăn thử cái này nè. Cái này là cái ngọn cây nè. Chấm ăn thử ngon. Ngon quá cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Đúng là mình ăn cái này á, là mình phải chấm muối thiệt là cay. Dạ. Mình ăn mới ngon. Không có ớt gì hết à. Còn có ba trái em già. Ồ, ba trái nha, cay quá rồi. Không có cay đâu. Anh thấy rất là cay. Dạ. Ngon quá cả nhà. Mình ăn riết là mình ghiền luôn nha. Ăn cái này nó giòn giòn. Gà sẽ ăn cái lá cho cả nhà mình xem nha. Nó không có đắng đâu. Nó rất là ngon. Nhưng mà mình mới tập ăn là nó rất là đắng. Mời cả nhà mình ăn nè. Ngon. Em có thấy người Kinh nào mà ăn giống như anh chưa? Chưa. Chưa thấy luôn hả? Dạ. Cái cùi này gà cũng ăn luôn nè. Rất là tuyệt vời cả nhà. Ăn cá khô. Bây giờ gà ăn cái lá nha. Ăn cái lá cho cả nhà mình thưởng thức cùng với gà nè. Cái này là nguyên một cái lá to, thiệt là to này cả nhà. Đấy, rất là to luôn. Em ăn được thì gà cũng ăn được nha. Gà sẽ cuốn lại. Mình dắt nước đúng không em? Rồi. Dắt nước. Chấm muối. Chấm muối. Ăn nguyên cái luôn nha. Dạ. Mời cả nhà ăn nha. Gà ăn cả nhà đừng có chảy nước miếng nha. Ngon quá. Không rất là đắng nữa. Chấm muối thì là nhiều quá là mình ăn rất là ngon cả nhà. Ăn là mình ghiền luôn. Ăn xong rồi thành người rừng luôn. Này, mình chấm đi. Gà Lang Thang á là đi quay phim có một mình thôi cả nhà. Lâu lâu thì có anh hai tí phụ. Nhưng mà gà quay phim chỉ một mình thôi. Làm tất cả mọi thứ đều một mình hết. Thì nếu như mà gà quay những cái hình ảnh mà không có đẹp á, hay là gà có thiếu sót gì, thì gà mong cả nhà thông cảm cho gà Lang Thang nha. Mình đi lên rừng lên núi này á, nếu như mà có người phụ á là phải có tiền. Thì ai cũng có cuộc sống riêng hết. Nên là mình làm cái gì đó thì mình cũng phải gửi tiền cho họ thì họ mới giúp đỡ cho mình. Nếu như mà không có tiền á, thì gà Lang Thang chỉ đi có một mình thôi. Mời cả nhà ăn một miếng cuối cùng nha. Tại vì gà chưa có ăn cơm. Nếu như mà mình ăn cái này no luôn á là mình ăn cơm không được. Mình không có ăn cơm á, không có sức để đi tiếp. Gà đi gà thăm rất là nhiều hoàn cảnh, chứ không phải riêng gia đình của em. Một ngày gà đi á là ít nhất á là hai hoàn cảnh cả nhà. Rất là ngon.
Em bới cơm cho chó hả? Dạ. Anh thấy em nuôi nhiều chó quá. Dạ. Nuôi mình ơn mình á. Có người ta, người đồ canh đêm nữa nó sụ mình cũng đỡ. Mình cũng biết á. Có nó cũng vui. Em nuôi mấy con? 4 con. 4 con? Dạ. Ở đây nuôi chó rất là có lợi cho mình cả nhà. Cái dạ. thứ nhất là chó nó sẽ bảo vệ cho mình nếu như mà có rắn vô nhà. Tại vì có những trường hợp á, là chó nó đuổi rắn rất là hay. Mình ngủ á, mà rắn bò vô nhà, rắn to á. Dạ. Có chó là nó sủa mình biết. Với lại người lạ vô nhà nữa em ha. Dạ. Nuôi mấy con gà mà không có chó á, là người ta vô người ta bắt hết cả nhà. Dạ. Có khi không có còn đâu. Mình nuôi gà mình mà ví dụ có đêm mình đi về á, gà không có còn đâu, còn con 2 con à, nó ăn trộm mà mình không biết ai. Cảm ơn em đã cho anh một bữa ăn nha. Ăn cá khô. Ê. Đói nó giành nhau cả nhà. Hôm nay gà lang thang lại đưa cả nhà mình đi lên trên rừng trên núi. Hoàn cảnh của gia đình em rất là đáng thương, sống trên rừng trên núi, một cái nơi xa xôi hẻo lánh, sống trong một cái ngôi nhà rách nát. Cái ngôi nhà này á, là vợ chồng em á, dành dụm để kiếm tiền mua những cái tấm tôn để che lên cả nhà. Nhưng khoảng thời gian là cũng khá là lâu rồi. Gà lang thang có mang á, là 2 phần quà, 2 cái bịch mì tôm nè, 1 bao gạo 20kg và 2kg cá cơm khô, dầu ăn, mắm muối, nhu yếu phẩm rất là nhiều. Em ơi, dạ. Lúc nãy á, là anh có nghe em chia sẻ, em nói á, đợt trước á, là em có lãnh á, cá, dạ. cá cơm khô của quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho bà con mình á, dạ. là ăn rất là ngon. Dạ. Thì bữa nay á, là anh mang lên á, là anh tặng cho em là 2kg luôn. Dạ, em cảm ơn. Em có vui không? Vui. Cái món quà này rất là nhiều luôn. Dạ. Ở trên rừng trên núi này á, là bà con ở trên núi nếu như mà nhận được gạo với lại cá khô cũng giống như lời của em chia sẻ, rất là vui em ha. Dạ, vui. Cái món quà này á, là gà lang thang xin phép quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, xin phép cô Tiết Hằng ở Đồng Nai. Cô Tiết Hằng có gửi cho gà lang thang là 5 triệu đồng và Mạnh Thường Quân Thái Tường Nhi có gửi cho gà lang thang là 3 triệu đồng. Thì gà lang thang á, đã mua cái món quà này là 1 triệu. Tổng số tiền của 2 Mạnh Thường Quân là 8 triệu đồng. Thì gà lang thang mua món quà này 1 triệu thì vẫn còn lại là 7 triệu đồng. Gà lang thang xin phép cô Tiết Hằng ở Đồng Nai và Mạnh Thường Quân Thái Tường Nhi gửi số tiền này đến cho em để em có tiền trang trải trong cuộc sống. Ở trên rừng trên núi này á, là em đi chăn bò mướn cho người ta. Yeah. Một ngày á, là em đi chăn 13 con bò. Yeah. Một tháng thì người ta trả cho em là 1,3 triệu. Tại vì em chăn là 13 con. Yeah. Bây giờ anh gửi cho em là 7 triệu đồng của quý Mạnh Thường Quân gửi cho em nha. Đây, anh gửi cho em. Em đếm giùm anh đi. 1 2 3 4 5 6 7 Đủ chưa? Dạ đủ. 7 triệu đồng. Dạ. Cộng với một món quà này là 1 triệu nữa là 8 triệu nha. Dạ. Bây giờ em gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đi. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều đã hỗ trợ cho những người đồng bào ở trên núi nhà tụi em. Cảm ơn anh gà rất nhiều. Nhờ có anh gà mới lên núi, Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho anh gà. Anh gà hỗ trợ cho tụi em ở vùng sâu vùng xa này. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Từ trước tới giờ là em có bao giờ được nhận một món quà như thế này chưa? Em có nhận đồ ăn thì có. Dạ. Nhận cá, nhận mắm, nhận gạo nhưng mà chưa có tiền đúng không? Dạ. Hôm nay được quà nhiều nè, rồi một số tiền lớn nữa. Em cảm thấy như thế nào? Em rất là vui. Em rất là vui vì có món quà, có gạo, có cá khô, có đồ ăn. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều.
Em có số tiền này thì em sẽ làm gì? Trước tiên em mua thuốc cho mẹ em uống nữa, là em mua gà, mua đồ nuôi. Dạ. Hiện tại bây giờ là mẹ em đang bệnh rất là nặng phải không? Dạ. Đau đầu á anh. Dạ. Chứ là đau khớp, đau xương đó. Bị thần kinh phải không? Dạ. Là mẹ là uống thuốc, là uống thuốc thần kinh đó hả? Uống hàng ngày luôn. Ngày nào cũng uống hết. Dạ. Ước mơ và mong muốn của em á là có sức khỏe. Dạ. Để nuôi mẹ. Ba thì mất rồi. Mất lâu rồi. Ba mất vì lý do gì vậy em? Lúc đó thì đi lên núi mà nghe người ta kể nói không có thấy đường, mù mắt. Rồi khiêng về to làng, nó đi xuống dưới trạm xá làng á anh. Rồi mất luôn ngay tại đó, chết luôn ngay tại đó. Là bị ở trên rừng? Dạ. Đi trên xuống làng? Dạ. Khiêng xuống làng chứ đi không được nữa, được. Mắt thì cũng mù luôn. Có khi nào bị rắn cắn không em? Dạ không, mấy người đi chung á, người ta nói tự nhiên là không có thấy đường nữa, mù hai con mắt, rồi nằm liệt luôn à. Lúc ở nhà thì ba em khỏe lắm, rồi lên rừng tự nhiên bị vậy. Khi ba mất là một sự bí ẩn không ai biết. Dạ. Không ai biết bị gì hết. Dạ, chị nghe người ta đi chung người ta kể thôi. Anh xin lỗi em đã nhắc tới ba em. Nhưng mà chuyện gì qua rồi thì mình cứ để cho qua. Bây giờ cuộc sống của mình hiện tại là cố gắng mình sống thiệt là tốt nè, để mình lo cho mẹ của mình, lo cho gia đình của mình nữa. Dạ. Bây giờ em có số tiền này á thì em có thể là mua thêm gà để nuôi. Dạ. Em có thích cái gì nữa không? Dạ em chỉ cầu có nhiều sức khỏe, mẹ em cũng nhiều sức khỏe là em được. Em mừng lắm rồi. Anh không có hứa trước, nhưng mà anh nhìn thấy cái ngôi nhà của em á, nó rách hết trơn rồi. Dạ. Rất là thương. Em chia sẻ em nói là vợ chồng làm bao năm gom góp thì mới mua được những cái tấm tôn. Anh sẽ cố gắng để giúp đỡ cho em có một cái ngôi nhà tiền chế nho nhỏ. Dạ. Để mình có chỗ che nắng che mưa. Tại vì anh biết là em sống trên núi này á, còn nhiều hơn lại dưới làng nữa. Dạ. Lên núi thì mình chăn bò mướn. Vào tháng mưa thì có rau này rau kia rau rừng á. Dạ. Để mình ăn. Còn về dưới làng á, thì cuộc sống của mình nếu như mà mình có tiền thì mình sống sẽ tốt hơn ở trên núi này rất là nhiều. Dạ. Đầy đủ hơn. Nhưng mà ở dưới làng thì không ai muốn, không có tiền, bắt buộc mình phải lên trên núi để sống. Dạ. Nhưng mà sống trên núi này vào tháng mưa tháng gió, ở trong ngôi nhà này mưa dột, ngủ không được, chạy tới chạy lui. Tại vì anh lên trên núi này á, anh tiếp xúc với bà con mình trên núi á, vào tháng mưa tháng nắng anh hiểu hết tất cả mọi thứ. Dạ. Vào tháng mưa ngủ đâu có được, đâu có những nhà ngủ đâu có được. Dạ. Bóc võng rồi treo rồi ngồi ôm con giống như con gà mà ôm con vậy. Dạ. Rất là thương. Gà Lăng Thang một lần nữa xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cảm ơn cô Tiết Hằng ở Đồng Nai và cảm ơn Mạnh Thường Quân Thái Tường Nhi đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho gia đình em số tiền là 8 triệu đồng. 1 triệu thì mua quà, 7 triệu tiền mặt. Kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cả nhà yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like nha. Và nhớ đăng ký kênh, xem quảng cáo ủng hộ cho gà nha. Để gà có kinh phí thì mình có thể là đi lên trên rừng trên núi nè. Mình chia sẻ quà cho bà con, cho dù xa như thế nào đi nữa, ở nơi đâu thì gà Lang Thang cũng đến để giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Cái nơi chỗ mà em ở là ngay núi luôn rồi. Gà Lang Thang tìm hiểu được bà con người dân địa phương á, là chia sẻ lên núi này. Nếu như mà không có người địa phương thì gà Lang Thang cũng không có biết em ở một cái nơi xa như thế này đâu. Dạ. Cái mảnh đất của em toàn là đá không à, đá với đá thôi. Nếu như mà mình không làm, mình đâu có đất đâu mà làm, đúng không em? Dạ. Thì hôm nay mình hãy vui lên nha. Dạ. Đừng có buồn nữa nha. Dạ. Thấy em cười rất là tươi. Bây giờ gà Lang Thang cũng xin chào tạm biệt cả nhà mình. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Anh bye bye em nha. Bye bye. Yeah.